Rất thân mến, theo tâm huấn đời sống thánh hiến của Đức Thánh Pháp Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sự hiện diện và hoạt động của các dòng tu tại giáo phận là một hậu ân rất lớn Chúa ban cho toàn giáo phận. Và đồng thời chúng ta ý thức bên cạnh hậu ân Chúa ban còn là trách nhiệm rất cao cho cộng đoàn giáo phận. Chính vì thế mà trong thánh lễ hôm nay, sau 12 năm thành lập Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên đã hối hoa trái đầu tiên, bố mẹ sẽ hấn tròn và thám em sẽ hấn lần đầu. Chính vì thế, chúng ta đã tạ ơn Chúa về hậu ân Chúa đã ban cho giáo hội với sự hiện diện hoạt động của các dòng tu đang rao giảng tin mừng trong giáo phận, đặc biệt là Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên vừa 12 tuổi. Và cũng chính trong tâm tình tạ ơn này, chúng ta vẫn tạ ơn con người đã cầu tác với Thiên Chúa để cho Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên có được những hoa trái đầu tiên ngày này. Trước hết phải kể đến Đức Cha La Mã ở Nam Mô bị sáng lập ra các dòng những vị giả tại Việt Nam, và cũng từ đó linh đạo đặc sủng và sứ vụ cũng được thực hiện nơi Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên. Và đồng thời chúng ta cũng không quên cảm ơn chính giáo xứ Ngọc Đại mà hôm nay chúng ta cử hành hoa trái đầu tiên tại thành phố này, bởi chính giáo xứ Ngọc Đại khởi đầu cũng đã dâng hiến cho giáo phận diện tích đất để xây dựng cơ sở đầu tiên của Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên. Xin hết lòng cảm ơn giáo xứ Ngọc Đại. Cũng không thể không nói tới ở đây dòng Minh Thánh Gia Khiết Tâm đã cộng tác với giáo phận để đào tạo những mầm non tôi gọi đầu tiên của Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên để sau 12 năm có được thánh lễ này. Ngoài ra chúng ta cũng không thể không nhớ tới ơn của Đức Cha Giuse Trần Xuân Hiếu đã ký xác lệnh thành lập Hiệp hội Công này. Và bên cạnh đó có cha giáo Giuse Trần Đình Huy và một số quý cha cùng cộng tác để với dân giáo phận thực hiện chương trình Thiên Chúa cho giáo phận ngoài Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên. Và đồng thời chúng ta cũng không quên nhiều ân nhân cách này thì cách khác, nhất là những nhân tâm thầm để cộng tác với Chúa, cộng tác với giáo phận lo cho Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên. Tạ ơn Chúa, tạ ơn con người trong những hy vọng tương lai Chúa đang thực hiện những công trình của Ngài, và xin Chúa hoàn tất những tốt đẹp người đã khởi sự nơi Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên. Đó chính là ý nghĩa của thánh lễ này, và riêng chúng ta cầu nguyện cho những hoa trái đầu tiên của Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên hôm nay yên thương trọn đời và duy trì lần đầu. Xin Chúa quan lòng bầu cử của thánh Giuse, bộ mặt của các cô giáo quý giá, chúc lành và đồng hành với các em tập trung gọi Hiệp hội Công Minh Thánh Gia Long Xuyên, mong sau này sẽ trở thành hội dòng. Trong cái đích ra, quý thưa quý cha quý sư giám tỉnh về tên các dòng tu nam nữ, quý thưa quý cha gọi hạt, quý thưa quý cha quý tu sĩ nam nữ chúng sinh vòng bài chị em thân mến, trước khi chia sẻ cái lời đầu tiên đó là xin cảm ơn và vâng lời đức cha để chia sẻ trong thánh lễ khất ngày hôm nay. Thầy Đức Cha đã nói ban đầu cảm ơn quý nhân dân thân nhân rồi tất cả những người đã có công có của giúp đỡ, và đặc biệt là dòng Minh Thánh Gia Khiết Tâm đã từ nhiệm kỳ của chị Teresa Nguyễn Chỉ Đáng ban cố vấn của chị, rồi nhiệm kỳ của chị tổng trách Maria Nguyễn Thị Phương và ban giám đốc cũng như là các chị giáo của chị,
Thế thì trong những giờ phút này, thực sự tôi mấy ngày nay tôi mới nhớ đến ông Francisco Hoàng Bài, là một người anh và người bạn rất thân thiết, và chỉ có đều thầm khích lệ đó tôi trong cái công việc đó mà đã phụ trách cùng với là Nguyễn Đức Trang trong bài giáo phận. Thế rồi xin chúc mừng đó cho địa phận tôi cùng với Đức Trang và các cha trong ban điều hành mới của nhà giáo đã có những đóng góp thiết thực để có buổi lễ ngày hôm nay. Đó, thì sáng nay được khoảng 7 giờ những cha do an đã có gọi xuống cho tôi, thì cũng thầy trò chia sẻ để ngày gửi lời cầu nguyện để chúc mừng với tất cả các sơ khất ngày hôm nay. Đó, và ngày tâm tình của ngày đó là ngày nhắn thánh học cùng ta, người ta hiền lành và sung sướng trong lòng. Để khi khó khăn hãy chạy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho ta còn. Thì kính thưa các bạn phục vụ, để chia sẻ hôm nay tôi lấy cái chủ đề đó là tạ ơn và cầu chúc các thân sinh sống hạnh phúc. Thế như là tám thứ từ bỏ phải sống hạnh phúc để dễ hiểu. Thì chia làm ba cái mục. Thứ nhất là tại sao đây là chúng con lại phải khấn. Thế thứ hai là nêu lên cái lĩnh đạo dòng mấy thánh giá dòng điện Phật. Và điều thứ ba là lời khấn này phải dẫn chúng con đi vào hạnh phúc, còn nếu không tu huyền tu đó là cái tội. Tại sao ta phải những lời khấn và tu thân ngược đời quá nha cô ơi. Thích quyền, tức là tha hoạt cho chỉ đi cầu khẩn khấn làm cái gì? Khấn làm cái gì? Dạ thưa, không phải các sơ mà thôi, kể cả các linh mục nữa. Tại sao không phải khấn? Thì có điều con khấn có không giữ thì kệ không? Cho mặt chút. Thế nhưng mà thưa tất cả bà con cô bác, chúng tôi khấn không phải chúng tôi khờ, không phải chúng tôi ngu, mà là chúng tôi ngoan thuộc về Đức Kitô. Đây như trong bài đọc 2 ngày hôm nay, đấy, bài đọc 2 và Thánh Phaolô đó, Đức Kitô chiếm đoạt chúng tôi, và chúng tôi muốn chiếm đoạt để Chúa Kitô. Cho nên cái lời khấn của tôi không phải là tiêu cực như là trai na giáo ở Ấn Độ, là một cái thanh giáo, cái độ họ khắc khổ, và cũng khi họ chấp nhận tương tự để không có đầu thai kiếp nào cả. Thế nhưng mà không, chúng tôi bỏ ý riêng của mình để cùng với bề trên, cùng với cộng đoàn, chúng tôi làm việc của Chúa. Chúng tôi khấn khó nghèo để chúng tôi không bị ràng buộc và dễ dàng thăm dăm cùng với cộng đoàn để thi hành sứ vụ cho ta. Chúng tôi sống khiết tịnh, bởi vì người có vợ có chồng thì lo cho vợ cho chồng, còn người sống độc thân thì lo việc thì Chúa. Thế thì thưa bà và anh chị em, không phải là khờ, không phải là ngu, mà là chúng tôi ý thức và chúng tôi muốn dẫn thân đó, nó khác người ở chỗ đó. Nhưng mà cái hạnh phúc chờ đợi đối với chúng tôi. Điều thứ hai, lãnh đạo dòng với thánh giá. Thưa tất cả các bạn, thế tất cả vợ chồng tôi đang nói nhiều quá, tôi làm việc trên Sài Gòn, bây giờ là tại Việt Nam là đến 138 dòng, dòng nam cũng là dòng nữ, dòng lục địa là đã hiện diện ở đây, là các dòng nước ngoài, nước ngoài chúng ta không đi tu đâu, bỏ sang Việt Nam đi theo đâu, thế là như thế. Nhưng mà thực sự cái ơn gọi với thánh giá, ơn gọi với thánh giá, thế thì chúng ta thấy đó là trong cái lãnh đạo dòng lý gia đến kia năm 1951 sáng lập đằng ngoài, năm 1670 đằng trong, năm 1671. Đây là dòng trực thuộc các đức bản quyền sở tại, đặt sủng dòng lý thánh giá, ơn gọi được sự thánh hiến trong dòng lý thánh giá là một quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự và lãnh đạo và đặc sủng của đấng sáng lập một cách hướng trọn lòng trí của cuộc sống về Đức Giêsu Kitô chịu thánh linh là đối tượng duy nhất, rồi sống sứ vụ tốc độ thừa sai của loan báo phúc âm cho tất cả các dân tộc, góp phần xây dựng giáo hội địa phương. Đây là một lý giá. Đây thì hôm nay là những hoa quả đông mùa của
gặp với thánh giá Long Xuyên. Ơn gọi thần hiến ngay cả linh mục cũng vậy, cũng từ thánh lễ đầu tiên đó trong cái tông vốn Sacerdos de Eucharistia, Đức Thánh Giáo Hoàng John Phan Lô đã nói, tức là linh mục từng thánh thể, thánh lễ duy nhất và thánh lễ đầu tiên cũng như là thánh lễ cuối cùng có giá trị, bắt đầu từ bữa tiệc ly cho đến đỉnh cao thập giá. Chân linh mục và tu sĩ đi theo cái con đường thập giá nền tảng cho tất cả đời sống thánh hiến. Tức là Thánh Phaolô nói, khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng, mà tôi rao giảng tin mừng là cái chuyện gì? Le Christ crucifié, là một Đức Kitô chịu tận khốn cho tôi. Cho nên vì thế cái linh đạo là mấy thánh giá là linh đạo nền tảng của đời thần hiến. Cái này rồi tất cả các dòng tu khác thì các thánh lập dòng có thể lấy một khía cạnh trong đời sống của Đức Giêsu Kitô để rồi dẫn đến đời sống hoạt động. Cho nên linh đạo dòng với thánh giá, và nhất là đây là các thánh sinh ngày hôm nay, chúng con phải mang trên mình thập giá Đức Kitô. Thập giá. Sáng nay có gặp một chị ở bên Canada tu về dòng thánh giá. À, để thẳng là thánh giá thì ở Toronto, tôi chỉ có đi qua Toronto, rồi là chỉ làm việc tại Quebec, thì tôi đã đến Quebec. Thế thì thực sự nhìn lên thập giá của Chúa Kitô, nơi đó sự vô lý của nhân loại, thế nhưng mà lại là câu trả lời cho tất cả mọi cái nghịch lý của cuộc đời. Điều thứ ba, có lẽ chia sẻ với anh chị em nhất là lễ tám thân sinh ngày hôm nay, chúng con phải được hạnh phúc, phải được hạnh phúc. Muốn được hạnh phúc thì phải có chất Giê-xu đó, có chất Giê-xu. Còn nếu không, chỉ là cái chiếc áo không làm nên thầy tu, không làm nên bậc phước. Em hiền như ba sư, mà nhiều khi mấy ba sư giữ như quỷ ấy, không được. Thành ngày càng linh mục chúng tôi, đấy, cha, sư, cha phó, cha quản hạt, cha giám tỉnh. Thế nhưng mà mình chưa diễn tả được sự thánh thiện của giáo hội, và mình là thừa tác nghiệp. Đấy, là thừa tác nghiệp. Phải có chất Giê-xu. Cái đời sống của các đoàn tu tu, nhiều khi tu, rồi thêm dấu hồi nó là tù. Ông thật ra sẽ chỉ lăng sự, ta nói là bóng thánh giá dài hơn chính cây thánh giá. Là do mình cứ bới bèo, bỏ bớt lá nhìn sâu, bới lâm tìm vết. Cái thì mắt thì cứ liên lọt bên kia, thì mình không hài lòng ở nhà. Bởi vì mình thiếu chất Giê-xu, thiếu chất Giê-xu. Bonhoeffer, tức là một là mục sư, đó, chết rất là trẻ, 38 tuổi. Có tình trạng Auschwitz đối với thời Hitler của Do Thái. Thế một tác phẩm rất ngắn của ta lương trí em mò Thiên Chúa đã chết. Tức là chúng ta nói rằng Thiên Chúa mà các giáo hội chúng ta trình bày cho nhân loại, Đấng đã chết rồi, không phải là Chúa Giê-xu của tin mừng. Đấy, coi chừng cái này là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và rồi ông ta nói là đào sâu và nắm chặt lấy Đức Kitô của tin mừng. Cái buổi tĩnh tâm linh thang tất cả lời cầu nguyện đó là anh chị em đó, linh mục tu sĩ hay là giáo dân, bỏ tất cả để tìm về với Chúa. Rồi Chúa lại sai chúng ta trở nên môi trường với những con người bình thường, nhưng với trí óc, với trái tim và với tâm tình của Chúa Giê-xu. FABC Liên hiệp Hội đồng Giám mục Á Châu tôi cũng nói một cái từ rất là hay, đó là nói với và nói về. Đây là từ còn thì ta người thì phải nói với Chúa, sau đó mới nói về Chúa. Nghe là nhiều cái linh mục và tu sĩ đang muốn ta nói về Chúa nhiều quá mà mình thực sự không chôn chân ở trong Chúa. Đấy, toàn nói lý thuyết mà đời sống của mình không phải là cuộc sống của Đức Kitô thập giá. Martini, ông ta cũng cắt nghĩa của tôi, Marco, vivre avec Jésus, sống với Chúa Giê-xu. Tôi sai các môn đệ đi rao giảng, thì Martini dùng
raconter des expériences personnelles avec Jésus, kể lại những kinh nghiệm bản thân mình có về Jésus. Đấy, thưa tất cả cộng đoàn và đặc biệt các thân sinh ngày hôm nay, hãy nói với Chúa, rồi sau đó chúng ta mới dùng cái tâm tình đó mà nói về Chúa, nói về Chúa. Cái trong bài tin mừng hôm nay, tôi vẫn nhất là cái câu Gioan 15 câu 3: các con hãy ở lại trong Thầy, ở lại trong Thầy. Còn nếu không, tất cả con người yếu đuối chúng ta càng ngày càng làm cho chúng ta chán nản. Và thay vì chúng ta là nhân chứng, thì cuộc sống của linh mục tu sĩ lại là phản chứng cho tin mừng của Đức Kitô. Thì một vài lời nhắn nhủ nên là về cho tám thân sinh là chúng con phải hạnh phúc, phải hạnh phúc. Cuộc sống tu chúng con không hạnh phúc tại ai? Tại Chúa. Tại trong Chúa hiện ra bằng nơi mày nó thân bậy đá mày bay ra kia được. Thế tại công đoàn nó đâu phải là lỗi tại chị, lỗi tại chị, nhưng mà cũng phải lỗi tại em nhiều phần. Cuối cùng ta không được hạnh phúc là cho chính chúng ta, không được hạnh phúc là cho thiếu chất của Jesus. Cái câu rất đơn giản nhưng mà cha hay nói, có lẽ là nói con là những cái năm tháng trước đây các khi còn đồng hành lời Chúa với Chúa là con trong lúc này Chúa nghĩ gì, Chúa nói, Chúa làm, hãy làm theo ý Chúa, theo để chúng con sẽ được hạnh phúc. Và để kết luận, có thể xin trích lại lời của Đức Hồng Y Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng số 3, và đặc biệt với tám chị em khấn ngày hôm nay: các con bỏ tất cả mà chưa bỏ chính mình thì các con chưa bỏ gì cả, vì các con dần dần sẽ cua rút lại những gì các con từng bỏ hôm nay. Cầu chúc các con được hạnh phúc trong tương lai.